một cái con khỉ. Có mà cô đến đây để đánh đị với dai cái. Đây là nhà của tao, quyền của tao, không chịu được ấy thì cút. Ly hôn ngay luôn hôm nay đi con. Thạc sĩ du học ở nước ngoài về. Học vấn của cô cao như thế này, tại sao 2 năm qua cô không đi làm ở đâu? Tại vì em... Đây rồi. Cô đây rồi. Bỏ con cái ở nhà để đến đây làm trò cười giết hạ. Mẹ, con đang học vấn. Có gì tí mẹ con mình về nhà nói chuyện sau. Học vấn đó, học vấn cái con khỉ. Có mà cô đến đây để đánh đị với dai cái. Này, tao nói cho mày biết nhá, có cắm sừng ấy là thằng này cắm, chứ không đến lượt mày, nghe chưa? Mày đã thấy chưa? Mày đã thấy mày ngu dại chưa? Ngay từ lúc đầu mày đòi nó lấy nó bằng được, tao ngăn cản mày có chịu nghe đâu. Đấy bây giờ mày xem, con cái ở nhà giờ nó còn không làm trông nhá. Nó bỏ đến đây này, vú đởn đây này. Mẹ, mẹ nói chuyện đừng có quá đáng như thế. Anh Kiên đi làm lương tháng 3 gọc 3 đồng được có 5 triệu bạc. Tất cả chi phí sinh hoạt trong cái gia đình này đều phải trông chờ vào đấy. Thế bây giờ ông không đi làm thì con của con, cái gia đình này đều chết đói hết đấy mẹ ạ. Không nói nhiều, nhiệm vụ của cô ấy là ở nhà chăm chồng chăm con, đảm bảo chu toàn công việc ở nhà, chứ mày đến đây đánh đĩ, hiểu chưa? Ý mày chê tao thấp kém chứ gì hả? Đi vào nhà nấu cơm. Đủ rồi đấy, đây không phải là cái chợ, mời các người đi ra ngoài, nếu không tôi gọi bảo vệ đấy. Này, bà nói cho mày biết nhé, việc của nhà bà nhé, mày đừng có xía vào, hiểu chưa? Không nói nhiều, ly hôn ngay luôn hôm nay đi con. Ly hôn mà phục vụ mẹ con mình thì á, mày cho không một xu dính túi, đi tay trắng ra khỏi nhà. Bố là đăng ký con. Tại sao tôi lại không dám? Từ lúc tôi bước chân về nhà bà đến giờ, tôi không có được sống một ngày nào yên ổn tử tế hết cả. Tôi cãi lời bố mẹ tôi, tôi bỏ dở sự nghiệp để lấy anh. Thì là tôi không đẻ được con trai. Mà từ cái việc tôi chăm con, tôi nuôi con, tôi ốm đau như thế nào, các người cũng không thể quan tâm đến tôi. Các người coi tôi là cái gì? Là máy đẻ hay là người giúp việc? Tôi bắt cô mù hạ thôi à? Thế cô tự nguyện đi chứ. Đúng, con trai của bà đánh tôi cũng là tôi tự nguyện. Con trai bà đi ngoại tình cũng là tôi tự nguyện đấy, được cầm, chưa? Câm mồm! Về nhà mà chết với bố ngoài nghe chưa? Đi! Đi luôn đi con ạ! Bỏ mày về, bố mới đợi mày ở nhà. Thôi được rồi, tôi có người bạn và luật sư, tôi sẽ giới thiệu cho cô về nhà làm thủ tục ly hôn rồi tuần tới đến đây làm việc. Cảm ơn ạ. Cô có thể về rồi. Thế là may rồi, nghĩ làm sao mà ly hôn. Hai người đang làm cái gì đấy? Hóa ra suốt từ nãy hai người diễn trước mặt tôi đấy à? Cậu ơi, tôi xin lỗi cậu, cậu đừng hiểu nhầm. Chỉ là tôi muốn trả lại của hồi môn cho con bé Nhung nhà tôi thôi ạ. Tóm lại, chuyện này là như thế nào? Là tất cả là lỗi tại tôi. Điệt tài thế nhỉ? Này, mày không dỗ được con ấy thì bây giờ ăn chỗ khác đi. Nhưng mà bây giờ đến giờ ngủ của con rồi, anh đừng chơi nữa được không? À, hôm nay mày định ra lệnh cho bố mày đây à? Hả? Em không dám đâu ạ. Nhưng mà anh cứ chơi điện tử ở mầm như thế, em dỗ mãi con nó không ngủ ạ. Đây là nhà của tao, quyền của tao, không chịu được ấy thì cút. Ôi, con ơi con,
Khổ chưa? Con ly hôn với nó đi. Hai mẹ con dắt nhau về nhà ngoại ở đi con. Chứ ở đây suốt ngày nó đánh chửi thế này thôi. Không được đâu mẹ ơi. Từ lúc con về làm dâu đến giờ, mẹ luôn coi con là con gái. Con của con không thể nào mà thiếu bà nội được mẹ ạ. Trời ơi, sao khổ như thế này chứ. Thân con dâu tôi. Mẹ yên tâm, bây giờ con vẫn chịu đựng được. Để sang tuần con đi kiếm việc làm. Sau này công việc ổn định rồi, mẹ đi cùng với con nhé. Con sẽ chăm sóc cho mẹ. Tất cả là lỗi tại tôi. Tại tôi chiều con dai quá nên nó mới hành hạ con gái tôi, cháu tôi như vậy. Chứ cậu ơi, con bé Nhung nhà tôi nó ngoan ngoãn, nó giỏi giang và chăm chỉ lắm cậu ạ. À, lại rất hiếu thảo. Cậu ơi, tôi xin cậu, cậu hãy giúp đỡ cho cháu nó có công ăn việc làm. Cậu bảo gì, làm gì tôi cũng làm. Làm trâu làm ngựa tôi cũng làm cho cậu, cậu ạ. À, thôi được rồi, tuần tới cô Nhung sẽ tới đây làm việc. Tuần tới em tới làm việc nhé. Cảm ơn cậu ạ. May quá con. Tao nói cho mày biết, bây giờ mày quỳ xuống chân tao ấy cũng không bao giờ thay đổi được gì nữa đâu. Tao gọi người đến dã cho mày một trận đấy con khốn nạn ạ. Nếu mà muốn cầu xin phải quỳ xuống mới thành tâm đúng không? Tao nói cho mày biết, bây giờ mày quỳ xuống chân tao ấy cũng không bao giờ thay đổi được gì nữa đâu. Nhìn cái gì? Có trách ấy thì trách bản thân cô quá ngu nên mới thê thảm như thế này. Các người, rồi các người sẽ nhận phải quả báo thôi. Tao nói cho mày biết này, bây giờ ấy, mày lên đi tìm xó đường xó chợ nào mà ăn xin đi. Này, với dáng vẻ và nhan sắc này của cô ấy, tôi biết một chỗ. Đôi khi kiếm được mấy trăm một đêm ấy. Anh coi trọng nó đấy. Loại nó mà cũng được bằng ý á. Mai sau kể cả các người có chết cũng không nhắm nó mắt. Anh đâu. Anh bảo này, cút. Người ta không chịu gặp ấy thì đi ra mà gặp trực tiếp đi. Thế tại sao em không ra mà gặp đi? Không phải tất cả mọi chuyện này do em làm ra à? Hả? Này, tôi nói cho anh biết nhá, công ty là do anh điều hành. Bây giờ công ty như thế, nếu không phải là do anh ăn chơi chắc táng là bây giờ đến nước mấy à? Thế còn em? Em thì như nào? Có bao giờ nghĩ đến công ty này không? Hay tất cả do anh? Nếu như không có anh ấy thì em đã bán hết tất cả rồi mua một đống quần áo lộn xộn vứt xó nhà rồi. Này, anh vừa phải thôi. Tao lại tưởng là ai cơ. Hóa ra là mày à. Tao cứ nghĩ mày phải chết ở cái xó xỉnh nào rồi ấy chứ. Hóa ra vẫn sống tốt nhở. Nhưng mà tiếc nhá, ở đây chẳng có ai chào đón mày đâu. Tôi đến đây vì công việc, chứ cũng chẳng muốn nhìn cái gương mặt thối nát hãm tài của các người đâu. À, hóa ra là công việc à. Tưởng thế nào, sau bao nhiêu năm vẫn như vậy nhở. Muốn tìm công việc đúng không? Mày quỳ xuống đi. Biết đâu tao vui tính, tao lại cho mày một công việc. Ví dụ như là thông bồn cầu của nhà tao ấy, anh nhở? Đúng rồi đấy. Tốt nhất ấy là cô đi cút đi. Chứ chúng tôi không có thời gian ở đây để ngồi đôi co cãi nhau với loại người mặt dẹp như cô đâu. Mặt dẹp á? Tôi tưởng các người mới gọi là người mặt dẹp chứ nhở. Chẳng phải các người đang cắn xé nhau vì công ty sắp rơi vào tay người khác à? Cho dù có như thế cũng không phải việc của cô, ok? Không phải việc của tôi. Đây là công ty mà tôi gây dựng nên. Các người cướp nó từ tay tôi, xong rồi lại biến nó thành như thế này. Bây giờ các người sẽ phải chịu trách nhiệm vì những gì mà mình đã làm. Này My này, có vẻ như là My đang nhầm lẫn cái gì đúng không? Công ty này ấy, bây giờ đã không thuộc quyền sở hữu của My rồi. My đừng đến đây để đòi quyền lợi nữa. Nếu không ý, tao gọi người đến dã cho mày một trận đấy con khốn nạn ạ.
Được thôi, các người đừng có mà hối hận. Cần gì phải hối hận nhỉ? Anh Hưng, anh đến rồi đấy ạ. Anh có thể cứu vớt công ty của tôi được không ạ? Có thể nói với giúp tôi. Tôi tưởng hai người vừa mới nói rồi chứ. Nói đâu? Bọn em đâu? Có nói với ai đâu ạ? Anh ơi, anh đừng có để tâm mấy cái loại người như thế này. Trông hơi hèn đấy mà. Anh đuổi đi, đuổi cô ta đi. Mời cô ra ngoài, chúng tôi làm việc. Mời cô ra ngoài, đi. Giám đốc, ôi, giám đốc làm sao thế ạ? Hai người đã gây ra chuyện gì, hả? Anh Hưng, anh lại đùa chứ. Đây làm sao có thể là giám đốc được ạ? Đây chính là người mà hai người đã cần tìm gặp. Chị My đã thu mua công ty này. Tôi đã nói rồi, là các người nhất định sẽ phải hối hận mà. Chuyện trước đây các người gây ra cho tôi, các người sẽ phải trả giá. Còn những tội ác mà các người đã làm ấy, nhất định sẽ phải trả giá nốt. My, anh Hưng, hai người có thể cho công ty tôi một cơ hội được không ạ? Chúng tôi nhất định sẽ mang ơn hai người ạ. Anh, đúng rồi ấy ạ. Anh Hưng ơi, chị My ơi, em xin lỗi ạ. Vừa nãy cô nói gì nhỉ? Có phải cô bảo là nếu mà muốn cầu xin phải quỳ xuống mới thành tâm đúng không? Không chị ơi. Kiểu My, bây giờ bọn anh đang thê thảm lắm rồi. Thê thảm? Thê thảm thì có nghĩa là tôi phải cứu giúp đỡ các người à? Nực cười. Nếu mà anh đã hại tôi thì anh nên nhớ là sẽ phải có ngày hôm nay chứ. Tôi cho hai người 30 phút để rời khỏi đây. Còn chuyện tốt của hai người làm từ xưa đến giờ, tôi sẽ đưa lên tòa. Kiểu về nhà đợi ngồi tù ý. Ôi không được đâu anh ơi. Anh nên nhớ, việc người làm trời đang nhìn. Những việc ác ý sẽ gặp quả báo thôi. Xin My, anh Hưng. Tôi nói cho mày một lời luôn, tao đi. Dỗ được, bế nhau ra chỗ khác mà ngủ đi. Thế đây là con của cả hai đứa hay là con của mình em? Còn chị nghe được thì nghe, còn nếu anh chị thấy chán nhau quá thì anh chị giải tán nhá. Đúng là đồ ấy, làm mẹ, làm vợ không được cái gì, ăn hại. Ôi giời ơi, cái thằng này sao mày ngu thế? Ra kiểm soát thì cắm cái mắt vào. Ơi là giời. Anh nói bé thôi, dỗ mãi con nó mới ngủ một tí đấy. Không dỗ được thì bế nhau ra chỗ khác mà ngủ đi. Mà anh sắp chơi xong ván chưa? Anh bế con hộ em một tí. Tự nhiên vết mổ của em đau quá. Kìa, vừa mới vào trận xong toàn gặp mấy thằng ngu này. Mà em cứ để xuống đấy đi, ai bắt em phải bế con rong rong như thế đâu. Thế này. Nhưng mà dỗ mãi con nó mới ngủ một tí, em sợ đặt nó xuống nó tỉnh mất. Chết. Anh trông con thôi em một tí nhá, em đi vệ sinh. Đi con ơi, đi con ơi. Bố mà thua trận này bố mày tét mày nát đi. Nó trong phòng vệ sinh kìa. Thằng này, sao mày không ngừng tay một tí mày bế nó đen hả? Mẹ dỗ nó nín được gì nữa. Nhưng lại bố vô tích sự, suốt ngày kiểu game thôi. Làm nên hồn. Ở kìa, đẹp đi. Giỏi đi, thua mẹ rồi. Chơi được mỗi trận game thì đau lắm mồm. Trời ơi. Sao mày mới đen thế nhỉ? Toán thua thế. Toán gặp cái thứ gì chứ không phải thứ bảy chủ nhật. Mẹ đánh cả 5 giờ mới được sắt 4 mới được tụt mẹ nó sắt 5. Trời cái gì nữa. Mẹ đây. Tổ ngủ đi. Con nào? Anh ơi, hình như con đói rồi hay sao ấy. Anh ra hộ con bình sữa hộ em nhá. Em có tay à? Sao anh làm thế? Anh không thấy là em đang bế con à? Nhưng mà anh đang bận đây này. Toàn gặp mấy thằng ngu, không gánh được.
mau dỗ con đi đi. Dỗ ngày lúc nào đấy bố em chịu được. Bố khi nguyên nhân này khiến tôi thua đấy. Anh không giúp em được cái gì, anh còn ngồi đấy mà nói nữa. Thế bây giờ là việc của tôi hay là việc của cô? Thế đây là con của cả hai đứa hay là con của mình em? Thì lại thua mẹ rồi thế này. Trời ơi, thầy thì xuống mẹ rồi. Đúng loạn đồ ấy, làm mẹ, làm vợ cũng được cái gì cả. Không thực sự. Anh thử nhìn lại anh xem, từ ngày lấy nhau đến giờ, anh đã giúp được gì cho mẹ con của em chưa? Hay là suốt ngày chỉ biết cắm mắt vào game, chơi game từ đêm đến sáng, từ sáng đến tối. Game nó có đẻ ra con cho anh không? Game quan trọng hơn mẹ con em à? Điện thoại đi cho xong, khỏi chơi game nữa. À, hôm nay mày nổi thì mày có chó điên lên tao á? À, mày dám tự quyết định của mày tao? Tao nói cho mày biết nhé. Vợ ấy, định nhá. À, tao nói cho mày biết luôn. Tao chơi game ấy, tao còn vui. Thôi, bỏ vui đi. Nhưng ít nhất ra ấy là còn hơn bản mặt của mày nhá. Như cái bản mặt của mày, à, tắt mẹ mày đi ngủ hơn nhá. Thế nhá, mày còn nói cho mày một lời luôn. Tao đi. Cho ai mày coi mày bế nhà mình nhá. Bà vật. Khó chăm con cho nó tốt. Còn thằng kia như kệ nó, đi chơi chán thì nó khắc về. Mà tôi thấy chả ai như chị cơ. Đàn bà là những gì ngày lôi thôi lụi thuộc. Đàn ông thằng nào chả thích vợ đẹp. Chúng nhìn chị kìa, lôi thôi lụi thuộc như thế. Nó không đi ra ngoài tìm thú vui khác là chị lạ đấy. Con gì? À đây. Đây là viên uống đẹp da tảo sâm. Có công dụng vừa làm đẹp da, trị nám, trị tàn nhang với các thảo dược quý hiếm như là tảo xoắn spirulia, tảo lục chlorella đấy, glutamin và có cả tinh chất cần tây kết hợp với sâm tố nữ và collagen đấy con ạ. Ngày con cứ uống hai viên này cho mẹ, kết hợp đây với kem dưỡng da chống nắng Rich Skin Sun Cream này đấy, vừa có công dụng nhá, chống nắng, chống lại các tia UV, vừa dưỡng da, làm trắng sáng da, trị nám, trị tàn nhang đấy, vừa dưỡng ẩm, tăng độ đoàn hồi của da đấy. Còn đây, buổi tối trước khi đi ngủ con dùng cái kem dưỡng da ban đêm này, đây Rich Skin Night Cream đấy, vừa trị nám, đảm bảo da mày chỗ đẹp thôi. Mà mẹ ơi, con lại không quên dùng cái sản phẩm mỹ phẩm như này nhỉ? Tôi nói thật nhé, tùy chị thôi. Tôi là mẹ thì tôi chỉ khuyên đến thế thôi. Còn chị nghe được thì nghe, còn nếu anh chị thấy chán nhau quá thì anh chị giải tán nhá. Thank you.
Đấy, con thấy chưa? Không có cái gì là tự nhiên đẹp hết, phải chăm sóc. Vâng, con biết rồi mẹ ạ. Cháu bà ngoan quá. Này, anh về đây làm gì đấy? Con về lấy quần áo. Anh về lấy quần áo mà anh thậm chí không nhìn lấy vợ con anh lấy một cái à? Em là My à? Mẹ ơi, đây là vợ con hả? Vâng, nhưng mà sắp không phải là vợ anh nữa rồi. Mẹ làm thế là sao? Thì anh chán vợ chán con, anh bỏ bê. Bây giờ anh về lấy đồ thì anh lấy đồ luôn đi nhá. Xong rồi anh đi luôn đi nhá. Còn vợ anh ấy, tôi nói rồi, tôi sẽ giải thoát cho nó đi lấy người khác. Kìa mẹ, con là con ruột của mẹ. Vợ con ngồi đây mẹ lại bảo vợ con lấy người khác là như nào? Sao anh bảo với tôi là anh mê game hơn mê vợ? Thế bây giờ anh mê game đi, để cho nó giải thoát lấy người khác nhá. Con xin lỗi. Tôi nói cho anh biết nhá, tôi đẻ anh ra nuôi anh lớn bằng mình này. Mà anh như thế à? Nếu như ngày xưa ấy, tôi cũng ham mê chơi với bạn bè, tôi bỏ mặc anh, thì anh có được như ngày hôm nay không? Mà anh bỏ bê vợ con. Con biết lỗi rồi. Vợ ơi, con biết anh sai rồi. Anh sao sẽ không như thế mà. Anh thề, anh hứa đấy, anh sẽ không bao giờ chơi game nữa. Để dành thời gian để chăm sóc cho em và mẹ và con. Nhưng mà tôi vẫn nhớ giọng nói của hắn. Bây giờ em đưa anh ra ngoài hóng gió một tí trước khi ăn cơm anh nhá. Anh định làm gì đấy? Anh định giết người diệt khẩu à? Đến rồi à? Đến ngay rồi đấy. Rồi ôi, anh không biết sắp tới phải nói những gì. Anh cảm thấy hồi hộp quá. Không sao đâu, mình đi vào đi. Anh ơi, vợ em đến rồi này. Em về rồi à? Dạ. Thế bạn của em đâu? Đây, bạn của em đây, anh ngồi đây. Chào cậu, mời cậu ngồi. Em ngồi rồi ạ. Cậu thông cảm nhá, mắt của tôi cũng hơi bất tiện một chút. Hai anh ngồi ở đây nhá, để em vào nhà chuẩn bị cơm. Anh Hương ơi. Ơi. À, anh bị thế này lâu chưa? Lâu chưa? Tôi bị lâu rồi. Trước đây tôi bị tai nạn. Nhưng mà nói trắng ra là tôi bị người ta hại. Bị hại à? Thế anh còn nhớ ai hại anh không? Nó trốn rồi. Nhưng mà nếu có cơ hội, chắc chắn tôi sẽ nhận ra hắn. Nhớ làm sao được hả anh? Chuyện qua lâu lắm rồi mà. Nhưng mà tôi vẫn nhớ giọng nói của hắn. Ơ kìa, có chuyện gì thế? Không có chuyện gì đâu ạ. Em sặc cốc nước rồi. Anh Hương ơi, bây giờ em đưa anh ra ngoài hóng gió một tí trước khi ăn cơm anh nhá. Vậy cũng được. Anh đi theo em ạ. Làm phiền cậu. Bây giờ anh cảm thấy ở chỗ này không khí nó đỡ ngột ngạt hơn chưa? Công nhận ngoài này mát hơn thật. Em bảo này, phía trước ấy, anh em mình có một cái ghế đá. Anh đi chỉ cần 5 bước nữa thôi. 5 bước? Rồi ngồi đợi em cái ghế đá đấy. Em tranh thủ chạy vào chỗ siêu thị ngay bên này này. Em mua mấy chai nước anh em mình uống cho nó mát được không? Rồi cậu cứ đi đi. Tôi tự đi được. Dạ vâng, ok. Anh ra đi ạ. Anh kia! Anh! Ai đấy? Anh định làm gì đấy? Anh định giết người diệt khẩu à? Kiếm đi, em có linh tính cái gì đấy? Anh có làm gì đâu? Anh đưa anh ra đây là hóng mát một
tí để ăn cơm em nấu cho nó ngon. Tí em hỏi anh Hưng mà xem. Anh im đi, anh không cần phải diễn nữa. Để tôi hạ màn giúp anh nhá. Ý em là sao anh không hiểu. Tôi đã biết được tất cả chuyện ác của anh rồi. Hôm nay tôi và anh tôi chỉ đang diễn một vở kịch nhỏ để kiểm chứng lại mà thôi. Em đang nói cái gì anh chả hiểu gì cả. Anh nghĩ là những chuyện ác mà anh làm, anh không để lại một dấu vết gì à? Đẩy anh tôi ngã rồi dựng lại thành một vụ tai nạn. Cũng tinh vi đấy. Nhưng mà anh đã quên là anh còn bỏ sót một thứ này. Chỉ vì anh mà anh trai tôi phải sống trong cảnh mù lòa, sức khỏe thì suy giảm. Còn anh, lúc nào anh vẫn có thể nhở nhơ, sống vui vẻ được. Anh đúng là đồ ác quỷ. Thì ra là cô lừa tôi, gài bẫy tôi à? Đúng thế. Bây giờ anh hãy nói đi, tại sao anh lại làm như thế với anh trai tôi? Anh hãy thành thật, nếu không tôi sẽ bắt anh phải trả giá đắt gấp đôi đấy. Được, bây giờ tôi nói nhá. Tại vì anh cô ấy bao nhiêu đường không đi, lại đi vào đúng cái ngõ mà tôi đang bàn vụ làm ăn, nghe những thứ không cần nghe. Lúc đấy tôi chỉ tình cờ đi qua, tôi chẳng nghe thấy tiếng gì cả. Mà tại sao lại muốn hại tôi chứ? Tại vì mày ngu. Tao nói cho mày biết nhá, hôm đấy không phải là tao, mà bất kỳ một ai đấy cũng sẽ không để cho mày sống đâu. Im đi. Tất cả tội ác của anh tôi đã biết hết. Và từ bây giờ tôi sẽ công khai từng thứ một để cho anh thân bại danh liệt. Hóa ra bấy nhiêu lâu nay là cô không hề yêu tôi. Đúng thế. Mỗi ngày tôi ở với anh tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi phải tắm mỗi ngày 3 lần. Bao giờ hết được cái mùi nhân cách mục rữa của anh bọc ra thì mới thôi đấy. Trả giá đi. Đưa đây. Anh thử xem. Tất cả mọi chuyện đang diễn ra đang được tôi live lại và quay lại một cách bí mật. Anh thử đụng vào người tôi xem. Chắc chắn anh sẽ hối hận đấy. Mì, anh xin em đấy, hãy tắt trực tiếp đi. Anh biết lỗi của mình rồi. Anh sẽ bù đắp cho anh trai của em xứng đáng. Tất cả những chuyện anh làm, anh không thể nào bù đắp được lại đâu. Bây giờ tôi sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng là đi đầu thú. Biến đi. Anh nhớ đấy, ác giả ác báo, tất cả những gì anh làm cũng sẽ bị nghiệp quật thôi.